nó bữa lớn. Cái bệnh bị lớn vậy mà con vợ đi. Mà giờ dậy em, Di ơi, mà giờ dậy, lại giờ dậy nó khỏe, mà giờ dậy đi, mà lại giờ dậy đi. Thôi được, không sao, không sao, không sao. Rồi, mình ăn cho nó xoan. Cho xoan. Rồi, còn ai đóng một nữa? Rồi. Không, tôi chỉ cho tôi nên cưới. Sư đóng một, ủa sư đóng một quá. Đóng một quá. Đóng một quá. Đóng một quá. Nhân duyên á, nhân duyên chị mới đi á. Đúng là nhân duyên. Bây giờ trước khi á, trước khi sinh nhật, sư có một cái bài tiểu Phật chân nguyên. Tiểu Phật chân nguyên, xin phát cho mọi người. Lên đây, lên đây, cắt bánh luôn, lên đây hát xong rồi mình thay người hát bên đây xong mình hát bài này. Rồi phát ra. Hát bên đây xong hát bài này. Chân viên thì tròn một tuổi, mà tuổi của sư á, mà tuổi đạo á thì là 9 tuổi. À, tuổi đạo của sư là 9 tuổi, mà tuổi chân viên là 1 tuổi. Bây giờ mình lấy tuổi nào? Mình lấy tuổi chân viên đi ha. Rồi lấy tuổi chân viên để có dự ăn ké. Tưởng mình sư đọc 9 tuổi. Còn giờ có người nữa thôi, mình tụt xuống 1 tuổi đi làm em bé sướng hơn, phải không? Rồi bây giờ á, hôm nay ý rút đèn chứ trời ơi, người ta sinh nhật không có đèn rồi. Sao thổi thẳng gì đây? Đứng lên, đứng lên, đứng lên, hai cái, hai cái cho hai người thổi cho bởi. Ông Táo ơi, ông Táo à, nhớ đệ trình cho chân viên được cơm no áo ấm nha. Giờ các Phật tử được tinh tấn trên đường học đạo nha. Ông Táo mãi râu dài giờ râu. Con lấy râu. Dạ, là ba giai đi từ từ. Con mới một giai. Đó. Đang bưng ở ông Táo vô. Không, con làm thiên lôi trước. Thiên lôi trước rồi. Trời làm thiên lôi ghê quá. Một người mà đóng ba vai. Người đóng ba vai. Giỏi chưa? Người đó giỏi đó chính là đào tiên. Hôm nay sinh nhật tháng giêng. Sư cô Khánh An và cùng sư cô vô lượng, sư cô vô lượng tên là Khánh An. Lại đi ngang có qua Phật tử Diệu Âm đẹp vô cùng tặng. Đi tươi hơi trễ nhưng vừa đúng mới vô phần. Bây giờ cắt vô cho lẹ lẹ, tới ba thằng hoàng của tôi nữa đấy, người ta về tên rồi kìa. Quán chưa ai về, chưa ai về, yên tâm, chưa ai về hả? Ngọc Hoàng này thích ăn mì Đại Hàn. Không có. Quảng cáo mì Đại Hàn đấy. Bây giờ Ngọc Hoàng nói đừng có la nữa. Đừng có la nữa. Chúng mình đừng có la lớn để nội bộ mình nghe thôi. Bữa nay là sinh nhật của sư cô với lại Diệu Âm, cũng đồng thời là sinh nhật của chân viên luôn nữa. Thì bây giờ mình hát bài Happy Birthday trước. Xong rồi Happy Birthday chân viên, Happy Birthday sư cô, Happy Birthday Diệu Âm ba lần nha. Xong rồi bắt đầu mình vô bài tiểu Phật chân viên. Rồi đó, cái này là tiểu Phật chân viên nhưng mà chính là tiểu Phật mỗi con người chúng ta. Đó, em vào đây để làm chi ha? Có cần sư cô hát trước không? Chút nữa sư cô hát trước. Dạ, rồi bây giờ để bắt đầu vô rồi chương trình. Happy birthday đã. Còn lên video luôn đó sư lên rồi. Luôn. Tới luôn. Hôm nay là ngày birthday của sư rất là hạnh phúc. Được chung với tất cả bạn đạo. Mỗi lần birthday mình có hai đứa nhỏ nó tới à. Không có ai hết đó. Nay birthday đông vậy. Hy vọng là năm tới thì sẽ đông hơn nữa ha, mà lại có thêm một người nữa. Trời ơi, đi tưởng mình đi có mình nhà có người nó có gì đi té người nữa. Tốt. Và bây giờ hai đứa mình nguyện
nguyện cái gì nguyện đi, nguyện xong cái mình thổi người ha, rồi cái bắt đầu mình hát Phật Di Bát Đề đúng không? Rồi giờ mình ha, của sư cái này của Diệu Âm này, để nguyện lộn nha. Vì sao em vào đây trả lời hồn nhiên lắm, em chỉ thích đi tu, em chỉ thích đi tu. Đi tu để làm gì trả lời hồn nhiên lắm, chỉ để làm Phật thôi, chỉ để làm Phật thôi. Làm Phật là làm sao trả lời hồn nhiên lắm, là đồ hệ chúng sanh, là đồ hệ chúng sanh. Muốn đồ phải làm sao trả lời hồn nhiên lắm, phải siêng năng tu học, đó là đồ chúng sanh. Đây là lời chân thành của chú Tiền Chân Viên. Chú vừa tròn một tuổi nên tâm thật hồn nhiên. Tiểu Phật ơi, hồn nhiên thật hồn nhiên. Dù mai này cô lớn, xin giữ hoài hồn nhiên. Vì sao em vào đây trả lời hồn nhiên lắm, em chỉ thích đi tu, em chỉ thích đi tu. Đi tu để làm gì trả lời hồn nhiên lắm, chỉ để làm Phật thôi, chỉ để làm Phật thôi. Làm Phật là làm sao trả lời hồn nhiên lắm, là đồ hết chúng sanh, là đồ hết chúng sanh. Muốn đồ phải làm sao trả lời hồn nhiên lắm, phải siêng năng tu hồng, đó là đây là lời chân thành của chú Tiểu Chân Viên. Chú vừa tròn một tuổi nên tâm thật hồn nhiên. Tiểu Phật ơi Tiểu Phật, hồn nhiên thật hồn nhiên. Dù mai này con lớn, xin giữ hoài hồn. Bây giờ á, là hôm nay là sinh nhật Diệu Âm ha. Sẵn đây là cho Diệu Âm là lên trớn luôn, để mà hồi nó Ngọc Hoàng ra cái là Diệu Âm lép. Bây giờ Diệu Âm ngâm cho sư cô cái bài thơ này.